Người sống khôn ngoan phải biết tránh chi tiền vào ba vùng cấm này. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bài chia sẻ trên kênh sách Nói Minh Triết. Quý vị thân mến, trong cuộc sống bên cạnh những khía cạnh tích cực mà chúng ta cần phải tìm tòi và phát triển, thì vẫn có những khía cạnh tiêu cực mà ta phải biết cách hạn chế hoặc tránh xa nếu có thể. Điển hình như ba vùng cấm mà sách Nói Minh Triết sắp chia sẻ ngay sau đây. Những vùng cấm này không chỉ gây nên những hao hụt về tiền bạc, mà việc chi tiền vào những vùng cấm này còn có thể khiến cho bạn vướng phải những rắc rối không đáng có. Nhà văn O.S.C.K. Wilder từng nói, khi tôi còn trẻ tôi nghĩ tiền là thứ quan trọng nhất trên đời. Bây giờ, khi tôi đã già tôi nhận ra rằng nó chính xác là như vậy. Cuộc sống của con người không thể tách rời tiền bạc. Hơn nữa, kiếm tiền giống như tích cát xây tháp, mà tiêu tiền lại giống như nước chảy xuống biển. Nếu không biết cách quản lý tài chính, thì dù cơ ngơi của bạn có là núi vàng, núi bạc thì cũng sẽ nhanh chóng bị hao mòn. Khi đã bước qua tuổi 50, tuổi tác đã không còn như trước, chúng ta có thể để con cái chăm sóc. Nhưng liệu rằng kinh tế của chúng có đủ khả năng làm được điều đó hay không? Liệu chúng có hiếu thảo hay không? Để những năm tháng còn lại của cuộc đời sau tuổi 50 được an nhàn và hạnh phúc, người khôn ngoan không tiêu tiền vào ba vùng cấm này. Quý vị và các bạn hãy cùng lắng nghe và suy ngẫm xem liệu rằng điều này có đúng không nhé. Vùng cấm thứ nhất, chi tiền để trả nợ cho con. Tôi năm nay đã 51 tuổi, hiện tôi đang công tác tại một cơ quan của Viện Khoa học, nhưng chỉ còn 4 năm nữa tôi sẽ về hưu. Những tưởng tôi sẽ được nhờ cậy cậu con trai độc nhất của mình cho những ngày tháng còn lại của cái thân già cả này. Nhưng giờ đây tôi chẳng những không trông chờ gì được vào cái thằng con bất hiếu ấy, mà còn đang rất lo lắng cho nó hệt như những ngày nó còn bé vậy. 21 tuổi, tôi lập gia đình với một người vợ làm nhà giáo, giúp tôi bằng tuổi nhau nên cũng khá hợp nhau. Tuy nhiên, một năm sau khi cô ấy sinh con trai đầu lòng, thì cô ấy đã vội vã ra đi do bị tai nạn trên đường cô ấy đi làm về. Sự ra đi bất ngờ và cái chết đầy đau đớn của vợ đã là một cú sốc tâm lý với tôi. Ngày ấy thế là yêu nhau 3 năm, sống với nhau chỉ được 2 năm, vợ tôi đã bỏ tôi để tử giã cõi đời, để lại cho tôi đứa con thơ dại mới 1 tuổi. Hai bố con côi cút là vậy, nhưng vì thương con, tôi đã gạt bỏ và kìm nén hết đau thương, luôn nỗ lực trong công việc và chăm sóc con trai từng ly từng tí một để bù lại những thiếu thốn không có mẹ của con và cho con một cuộc sống đầy đủ nhất. Và rồi con trai tôi cứ lớn lên từng ngày trong vòng tay ấm áp và vụng về của cha. 3 năm trôi qua, 5 năm trôi qua, 15 năm trôi qua, và đến giờ con trai tôi đã được 19 tuổi. Trong thời gian nuôi nấng con, rất nhiều người vì thấy tôi cảnh gà trống nuôi con nên thương và khuyên tôi đi bước nữa. Song tôi sợ con trai tôi đã không có tình yêu của mẹ rồi. Nếu tôi đi bước nữa, người phụ nữ ấy có thể sẽ không yêu con trai tôi hoặc sẽ lại con chung con riêng con. Chúng ta này nọ, nghĩ quá phức tạp và thương con nên tôi không hề có ý đi bước nữa. Từ lúc 1 đến 15 tuổi, con trai tôi luôn tình cảm, ngoan ngoãn và nghe lời bố. Vì thương bố và vì được bố luôn ở bên kèm cặp nên nó luôn cố gắng và năm nào cũng trở thành học sinh giỏi nhất nhì của lớp. Nhưng từ 56 tuổi trở đi, nó bắt đầu có những biểu hiện chệch choạng, a dua và hay đua đòi theo chúng bạn. Nhiều lần thấy vậy tôi đã góp ý uốn nắn, nhưng rồi nó bắt đầu biết cãi lại, đôi khi giận dỗi tôi, nó còn bỏ nhà đi bụi mấy hôm mới về nhà. Nhiều lúc giận quá tôi đã đánh cho nó một trận đòn như tử, như cái tính ngang bướng và đua đòi của nó vẫn không được cải thiện. Lúc trước, dù có chơi bời đàn đốm cùng những đứa bạn hư, nó cũng chưa bao giờ ăn cắp hay ngửa tay xin tiền. Nhưng từ khi nó bước vào tuổi 19 thì khác. Nó bỏ học và suốt ngày nướng tiền vào lô đề. Là cha, nhìn thấy con đang ngày một hư hỏng và xuống dốc mà tôi không thể nào giúp con thoát ra được. Nó cứ đi biển biệt, thích về nhà lúc nào thì về nhà như là một cái quán trọ của nó. Rồi dần dần mọi quần nải trong nhà tôi tích góp và làm lụng bao năm cũng không cánh mà bay. Bởi vì lúc thì nó về lấy trộm thứ này, lúc lại đột nhập két sắt lấy trộm một món tiền lớn. Rồi thi thoảng con trai tôi có 5 nhân 7 lượt báo về nhà những khoản nợ nần ngày một lớn vì ham chơi cờ bạc, lô đề. Nhưng vì thương con, tôi lại cố chạy trả hết. Nhưng 3 ngày trước, khi tôi đang sắp sửa đóng cửa nhà đi ngủ, thì có một bọn đầu gấu tìm đến nhà tôi thông báo là nó vay nợ lãi ngày 200 triệu đồng, giờ cả gốc cả lãi lên tới gần 300 triệu đồng rồi. Nếu tôi không trả nợ đậy cho con trai, thì bọn đầu gấu ấy dọa rằng chúng gặp con trai tôi ở đâu là sẽ chém mất xác. Tôi không tin nổi những điều chúng nói, nhưng chứng cứ vay nợ có trong tay chúng, cả chữ ký chứng minh thư và giấy tờ xe máy của con trai tôi làm sao không thể tin nổi chứ. Tuy làm công việc danh tiếng, nhưng thực chất thu nhập chỉ bình bình, nhà có bao nhiêu tích lũy tôi đã chạy vậy trả nợ đậy cho con trai những lần trước đó. Lần này nếu phải trả 300 triệu đồng,
Lúc này tôi vẫn có thể trả nợ đậy cho con trai tôi được. Nhưng tôi không biết có nên trả nợ đậy cho con trai tôi không. Mặc dù tôi biết nếu có về, nó cũng sẽ hứa này hứa nọ, song sẽ không bao giờ nó thay đổi tính ăn chơi đàn đốm được. Nên làm sao đây? Trả nợ đậy cho con trai hay thân già này cứ để mặc con phải tự gánh chịu hậu quả. Quý vị thân mến, chi tiền để trả nợ cho con đây là sai lầm nhiều bậc cha mẹ đang mắc phải khi thấy con cái vướng phải món nợ nào đó. Các chuyên gia cho rằng cha mẹ nên phân biệt sự giúp đỡ và gánh vác cho con. Khi con cái phát triển sự nghiệp, cha mẹ nên thể hiện sự tin tưởng và ủng hộ. Nhưng khi con làm ăn thua lỗ hay gặp vấn đề tài chính, cha mẹ không nên đứng ra gánh vác vấn đề này. Muốn giúp con vượt qua bế tắc lâu dài, điều cha mẹ nên làm là đưa cho con cần câu và hướng dẫn cách sử dụng chiếc cần câu làm sao để thu về nhiều cá, thay vì tặng cá cho con. Cha mẹ nên động viên để con vượt qua khó khăn, thay vì đứng ra nhận mọi nợ nần về mình. Một số bậc phụ huynh lớn tuổi vì quá thương con mà dùng hết tài sản, tiền tích lũy được từ thời đi làm mà trả nợ cho con. Con khen nên hiểu rằng những tài sản đó là chỗ dựa tinh thần tuổi xế chiều của cha mẹ. Mất đi rồi, cha mẹ về già sẽ không xoay sở được. Việc gánh vác nợ nần có thể khiến con mặc nhiên coi đó là trách nhiệm của cha mẹ, từ đó hình thành thái độ ỷ lại, trông chờ vào cha mẹ mỗi khi con cái nợ nần. Người Việt Nam có câu, hy sinh đời bố củng cố đời con, thế nên nhiều người có bao nhiêu tiền của là cho con hết. Cho nhiều quá nên con cái chả biết tự lo gì, có khi 34-10 tuổi đầu rồi mà vẫn còn phụ thuộc vào cha mẹ trong cuộc sống. Hiện nay, một số lượng lớn người qua 50 tuổi, thậm chí là già hơn nữa, dù đã về hưu nhưng vẫn tiếp tục làm việc. Họ sẵn lòng làm từ việc nhỏ cho đến việc lớn miễn sao có tiền, mà chẳng ngại khó khăn gian khổ. Họ làm không mệt mỏi chỉ để kiếm tiền thêm, tiền lương để đáp ứng và hỗ trợ con cái. Cũng có một số bậc cha mẹ sau khi nghỉ hưu không những phải làm thêm những việc vặt mà còn bị khoán hết việc nhà. Thậm chí không chỉ lo cho bản thân họ còn phải lo cho gia đình của con cái. Cuộc sống sau khi nghỉ hưu mệt mỏi hơn gấp nhiều lần. Việc vắt kiệt sức lao động của người già sau khi về hưu là vô cùng phi lý. Đối với người già, không phải là kiếm được bao nhiêu tiền để trợ cấp con cái cũng không phải giúp con làm việc nhà mỗi ngày. Điều quan trọng là chăm sóc cơ thể của chính mình thật tốt. Bởi một khi mất đi sức khỏe thì không chỉ chính bản thân mệt mỏi mà bạn còn trở thành gánh nặng đối với con cái. Thay vì dành thời gian cho những thứ làm cơ thể suy kiệt, người cao tuổi nên tập thể dục và chăm sóc cơ thể. Vì một khi người già mất sức khỏe, thì dù kiếm được bao nhiêu tiền cũng không thể đủ chi trả cho việc chữa bệnh. Khi cơ thể của chúng ta ngày càng yếu đi không có nghĩa là chúng ta không thể có được hạnh phúc. Chỉ cần sắp xếp cuộc sống hưu trí có kế hoạch, chúng ta vẫn sẽ có được những ngày tháng tuổi già an nhàn. Hơn nữa, nếu bạn cho con cái quá nhiều mà không lo được gì cho mình, thì về già bạn sẽ làm cho con bạn phải khổ sở, bởi bạn trở thành gánh nặng của chúng. Đó là chưa nói gì đến khi ốm đau bệnh tật. Thế nên cho con cái vừa thôi và quan trọng là cho nó thành người, cho khả năng tự lập mới là quan trọng. Cho nhiều thì cũng đừng cho hết, hãy giữ lại một phần để tự lo cho bản thân khi tuổi cao sức yếu để con cháu đỡ khổ. Đừng quên rằng tiền bạc là quyền lực của người già. Vùng cấm thứ hai, chi tiêu cho những thứ không cần thiết. Người khôn ngoan biết rằng tiền sẽ nhanh chóng cạn kiệt nếu như bạn không có kế hoạch tiết kiệm. Thay vì mua sắm phung phí cho những món đồ không cần thiết, chi tiêu xa xỉ, may mượn dùng trước trả sau, ở những năm tháng tuổi già, cách tốt nhất bạn nên làm là học cách tiết kiệm. Ví dụ thế này, bạn mua một chiếc xe đạp để tập thể dục, nhưng vì không đủ kiên trì nên chỉ sau vài lần sử dụng là bạn đã vứt nó vào một xó. Vậy nên, trước khi mua đồ, bạn hãy suy nghĩ cho thật kỹ, bạn có thực sự cần đến và đủ quyết tâm để sử dụng nó thường xuyên không? Nếu không có kế hoạch chi tiêu hợp lý cho mình, bạn sẽ rất dễ rơi vào trạng thái chi tiêu vượt ngưỡng. Trong khi đó, ở những năm tháng tuổi già, tiền ra như nước, tiền vào nhỏ giọt, bởi nguồn thu nhập chính chỉ là lương hưu. Chỉ khi thay đổi suy nghĩ, chi tiêu vô tội vạ thành tận hưởng những thứ sẵn, bạn mới có thể bình yên hưởng tuổi già với số tiền tiết kiệm đã tích lũy. Vùng cấm thứ ba, chi tiền cho những việc không nắm chắc. Trong nửa sau của cuộc đời, bạn phải ổn định bản thân và dành nhiều thời gian cho mình. Dù không quá thành công cũng không sao, chỉ cần bạn có thể sống một cuộc sống đơn giản, biết đủ là phúc. Những mối làm ăn lớn, những cơ hội béo bở, bạn cần bình tâm một đoạn thời gian rồi hãy quyết định sau. Mọi thứ vào độ tuổi 50 tuổi đều nên nắm bắt thật kỹ rồi hãy hành động. Nếu bản thân cảm thấy mơ hồ, thì tuyệt đối đừng làm. Trong thực tế, không muốn tiêu tiền chỉ khiến chúng ta nghèo đi. Tiền bạc là những con số vô tri, mà tự thân nó không thể đổi lấy được bất cứ giá trị nào.
Tiền bạc chỉ có thể phát huy giá trị của nó khi phục vụ nhu cầu của cuộc sống con người. Sống thay vì chi tiêu vào ba điều trên, bạn nên sẵn sàng bỏ tiền đầu tư vào bản thân. Chi tiền để đổi lấy kiến thức là sự lựa chọn hàng đầu. Đây là khoản đầu tư rất dễ thu lợi nhuận và rất an toàn. Số tiền bạn chi tiêu cho bản thân sẽ được thu hoạch bằng nhiều cách khác nhau, vốn tri thức mà bạn có, một công việc ổn định hay đơn giản là các thay đổi giá trị bản thân theo hướng tích cực trong cuộc sống. Hiện đại ngày nay, dù ở độ tuổi nào, việc đầu tư vào bản thân luôn mang lại những giá trị lâu dài. Học vốn là chuyện cả đời. Khi chi tiền cho kiến thức, bạn sẽ giàu có về tri thức, phẩm chất, về kinh nghiệm và cả tiền bạc. Khi đến những năm tháng cuối cùng của cuộc đời, bạn phải học cách dành cho bản thân một đường lui. Tài sản của bạn như một pháp khí để an hưởng tuổi già. Người già tuyệt đối không giao tài sản của mình cho con cái khi chưa qua đời. Nếu làm như vậy, chẳng khác nào bạn đang chủ động cho con cái mình một cuộc sống dễ dàng và tự đặt mình vào thế bị động. Người khôn ngoan sẽ chỉ giao tài sản cho con cái ở thời khắc họ gần đất xa trời nhất. Điều này không chỉ tránh được rủi ro tài sản bị con cái tiêu xài phung phí, mà còn giúp bạn có đủ khả năng chi trả các khoản dịch vụ hưu trí nếu con cái bất hiếu. Khi cơ thể của chúng ta ngày càng yếu đi không có nghĩa là chúng ta không thể có được hạnh phúc. Chỉ cần sắp xếp cuộc sống hưu trí có kế hoạch, chúng ta vẫn sẽ có được những ngày tháng tuổi già an nhàn. Quý vị thân mến, trong xã hội loài người có rất nhiều mối quan hệ bắt buộc một người phải trải qua. Tùy mỗi mối quan hệ, con người cần phải thể hiện bổn phận, trách nhiệm, cũng như được hưởng những quyền lợi từ mối quan hệ đó. Trong tất cả mối quan hệ tồn tại, thì mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái là quan trọng, thiêng liêng và có sự ràng buộc hay nương tựa nhau nhiều nhất. Về mối quan hệ này, Đức Phật đã giảng dạy qua nhiều bài kinh được ghi chép trong hệ thống kinh Nguyên Thủy và Đại Thừa. Tác giả Tịch Đạo Phong cũng đã phân tích mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái được Đức Phật dạy trong kinh Thiện Sinh. Bài chia sẻ này sẽ tiếp tục bàn thêm về mối quan hệ này, nhằm làm rõ hơn vai trò, trách nhiệm của cha mẹ. Trên cơ sở đó, bổn phận người con được nhấn mạnh theo tinh thần Phật giáo. Về nhân duyên quyến thuộc, sự kết thân trở thành mối quan hệ cha mẹ và con cái là do nghiệp duyên. Theo Phật giáo, có 4 loại nghiệp đưa đến mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái trong kiếp hiện tại. Đó là người con sẽ báo ân, người con sẽ báo oán, người con sẽ đòi nợ và người con sẽ trả nợ. Theo thuyết này, chúng ta có thể bổ sung trường hợp nghiệp duyên tương trợ, tức là cha mẹ và con kia nương tựa nhau theo nhân quả bình đẳng, mà không phải nghiêng về một bên nào chịu quả tích cực hay tiêu cực. Nhân duyên tạo nên mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái được Đức Phật dạy trong Kinh Trung Bộ có 3 yếu tố cần thiết tạo nên một bào thai để sau này trở thành người con. 3 yếu tố đó là cha mẹ giao hợp, người mẹ trong thời kỳ có thể thụ thai và hương ấm hay tâm thức có hiện tiền. Như vậy, cả 3 yếu tố không tự độc lập quyết định tạo nên mối quan hệ cha mẹ con cái theo ý muốn, mà chính duyên nghiệp mới là điều kiện quyết định. Một người học Phật và hiểu giáo lý nhân duyên, nghiệp thì sẽ không có thái độ trách cứ người đã tạo ra thân phận con người hay ngược lại. Điều cần làm là người con và cả cha mẹ nên chấp nhận thân phận của mình để chuyển nghiệp. Thứ hai là cha mẹ đối với con cái. Thông thường, cha mẹ sinh con cái là vì tình thương yêu đối với đứa con do chính mình tạo ra. Một cặp vợ chồng trước khi sinh con thường có mong muốn làm cha mẹ và có sự chuẩn bị chu đáo. Trong trường hợp vỡ kế hoạch hay ngoài ý muốn, thì cha mẹ có tình thương con cũng sẽ chăm sóc đầy đủ cho con khôn lớn. Chính tình thương khiến cha mẹ nuôi con không quản gian lao khó nhọc và không kể công nuôi nấng. Những bậc cha mẹ có tình thương con cái, nuôi chúng lớn khôn và tạo điều kiện tốt cho chúng vào đời, được Đức Phật ví như Phạm Thiên đáng được cúng dường. Điều 4 thuộc trường hợp cha mẹ tin theo tà kiến. Có 2 trường hợp xảy ra, một là cha mẹ là Phật tử nhưng do không nghe học giáo pháp nên tin theo tà kiến. 2 là cha mẹ không phải là Phật tử nên tin theo tà kiến ngoại đạo. Người con do tu học Phật pháp thấy giá trị cao quý của đạo Phật nên khéo léo đưa cha mẹ tin theo chánh pháp. Sự thành công trong việc này phụ thuộc vào sự tu tập của người con. Bản kinh báo đáp công ơn cha mẹ thì dạy các cách báo hiếu theo tu tập và tạo phước. Kinh ghi là nếu các người con muốn báo đáp ơn dạy của cha mẹ thì phải thực hiện các điều sau, biên chép và lưu truyền kinh này. Vì cha mẹ tụng kinh, ăn năn tội lỗi, cúng dường tam bảo và tu phước để cầu nguyện cho cha mẹ, giữ gìn tam quy ngũ giới. Bản kinh này dạy người con phương cách báo hiếu cho cha mẹ và không chỉ khi đã qua đời mà còn thiết thực khi cha mẹ còn tại thế. Sự tu tập bản thân để hồi hướng cho cha mẹ khi họ còn hiền tiền vẫn có giá trị nhất định. Việc lưu truyền kinh, tụng kinh, cúng dường, giảng, tạo phước thực rất là tạo phước cho chính người thực hành.
giữ tam quy ngũ giới cũng như sám hối tội lỗi, những điều thực hành của người Phật tử. Khi bản thân tốt thì cha mẹ cũng hưởng theo như là cộng nghiệp. Làm trọn bổn phận căn bản của người Phật tử cũng là báo hiếu. Từ ba bản kinh trên có thể rút ra hai cách báo hiếu cho cha mẹ là phụng dưỡng cha mẹ và hướng dẫn cha mẹ trở thành Phật tử khi cha mẹ còn sống, và tạo phước cầu nguyện cho cha mẹ khi họ đã qua đời. Phương cách báo hiếu bằng cách giúp cha mẹ trở thành Phật tử để tu tập Pháp thường được cho là điều tối thắng so với đạo hiếu thế gian. Điều đó đúng trong trường hợp cha mẹ chưa là Phật tử hay đã là Phật tử nhưng chưa có cơ hội tu học Phật Pháp. Dù cha mẹ đã là Phật tử hay chuẩn bị là Phật tử do người con hướng dẫn, thì chính các người con phải là Phật tử thuần thành và có tu học Phật Pháp mới quan trọng. Nói cách khác, báo hiếu trong đạo Phật hơn thế gian ở điểm là các người con phải là Phật tử có thực tập Phật Pháp. Bởi vì chính sự thực tập Phật Pháp thì con người mới có chánh kiến, có công đức phước báu, có uy tín để hướng dẫn cha mẹ theo Phật Pháp. Nếu không như vậy, phương pháp báo hiếu tối thắng này sẽ khó thành công. Mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái rất thiêng liêng. Đức Phật thấy rõ công ơn cha mẹ đối với con cái nên đã dạy các người con các phương pháp báo hiếu để trở thành người con có hiếu, nền tảng đi đến bậc thánh. Đối với bậc cha mẹ, Đức Phật cũng dạy cách trách nhiệm với con cái. Do đó, để mối quan hệ trở nên tốt đẹp, thì cha mẹ và con cái nhớ thực hành các bổn phận như Phật đã dạy. Năm trách nhiệm của cha mẹ và năm bổn phận của người con rất thiết thực và rất cần được thực hành trong xã hội loài người để cuộc sống gia đình trở nên hạnh phúc, xã hội bình yên. Thưa quý vị, suy cho cùng, chúng ta có thể nhìn rõ, thế giới đầy màu sắc là nhờ sự sống được cha mẹ ban tặng. Từ những đứa trẻ mới biết đi cho đến lúc trưởng thành, nửa đầu cuộc đời chúng ta luôn được hưởng sự che chở của cha mẹ. Chỉ cần cha mẹ còn ở đó, chúng ta sẽ luôn có một nơi ấm áp, an toàn để trở về khi gặp thất bại bên ngoài. Chúng ta luôn có thể nghĩ đến sự nghiêm khắc của cha và sự dịu dàng của mẹ. Tất cả những điều này trở thành động lực chúng ta ở bên ngoài xã hội. Rất nhiều người chỉ biết câu nói này, cha mẹ còn, cuộc đời vẫn còn nơi để ta đến, chứ không biết rằng nửa câu sau mới là bản chất, cha mẹ mất, đời này chỉ còn lại lối về. Nhân lúc đó ta còn trẻ, bố mẹ vẫn còn đó, hãy yêu thương, bao dung hơn với bố mẹ. Đừng để quãng đời còn lại mang toàn sự hối tiếc khi cha mẹ mất, đời này chỉ còn lại lối về. Người ta gọi những người mất cha mẹ là mồ côi trong biển người bao la, không tìm được người đã đưa chúng ta đến với thế giới, dường như mất phương hướng. Mỗi khi gặp khó khăn trong cuộc đời, cha mẹ không phải lúc nào cũng ở bên chúng ta. Trong cuộc đời, khi cha mẹ ra đi chúng ta không còn ai che chở, bất cứ lúc nào cũng không có nơi nào để chúng ta trốn tránh cuộc sống. Của chúng ta chỉ còn đường về. Chúng ta luôn nói thời gian không chờ đợi ai, chỉ trong chớp mắt chúng ta lớn lên, đi làm và lập gia đình. Nhưng chúng ta lại thường quên mất cha mẹ mình bao nhiêu tuổi và liệu những nếp nhăn trên khuôn mặt họ có còn mới hay không. Khi một ngày nào đó chúng ta trở về nhà và nhận ra rằng không có bóng dáng quen thuộc nào đang đợi bạn trên ghế sofa đã lâu rồi chúng ta chưa được ăn bữa cơm do mẹ nấu. Lúc này chúng ta sẽ chợt nhận ra cha mẹ đã đi xa thật rồi. Từ nay trở đi không ai có thể nhẹ nhàng lắng nghe nỗi muộn phiền của chúng ta. Những câu chuyện như vậy thường xảy ra trong đời sống con người. Chúng ta luôn nghĩ rằng cha mẹ luôn ở đó. Quên mất năm tháng thật tàn nhẫn, nhưng khi tỉnh táo lại chúng ta mới thấy mọi thứ đã quá muộn. Đừng để mình phải hối hận, khi họ còn ở đó chúng ta không hề nghĩ đến việc hiếu thảo với cha mẹ. Khi chúng ta muốn hiếu thảo với cha mẹ đã không còn ở đó nữa rồi. Mọi thứ trong xã hội hiện đại đều có nhịp độ nhanh, mọi công tác công việc, cuộc sống, học tập dường như được bật với tốc độ gấp đôi. Chúng ta chạy khắp nơi, bận rộn với công việc mỗi ngày, đắm chìm trong thế giới của riêng mình, xa quê hương, cha mẹ, người thân. Cuộc sống bận rộn khiến chúng ta không thể nghĩ đến việc lo lắng, hỏi thăm cha mẹ. Nhưng chúng ta đã bao giờ nghĩ đến việc liệu bố mẹ chúng ta có kiểm tra điện thoại di động vô số lần mỗi ngày để chờ đợi cuộc gọi của con cái hay không? Khi chúng ta bị tổn thương bởi tình yêu, mệt mỏi vì công việc, khi chúng ta buồn đến mức tưởng như trời sập, chúng ta không bao giờ nghĩ đến việc bố mẹ đang đợi điện thoại ở nhà. Con người luôn là như vậy, không biết trân trọng, luôn đợi mất đi thứ gì đó mới hối hận. Nhưng chúng ta không bao giờ biết được thế giới này có kiếp sau hay không, cũng không thể xác nhận rằng thế giới này có thiên đường hay địa ngục sau khi mất đi. Chỉ có chúng ta mới có thể nhìn thấy tất cả lời thú tội của mình. Nếu có thể, hãy quan tâm đến bố mẹ nhiều hơn nhé. Cha mẹ không bao giờ hy vọng con cái có thể mang lại cho mình nhiều cuộc sống vật chất. Tất cả những gì họ mong muốn trong cuộc sống là sự an toàn và sức khỏe của con cái. Thỉnh thoảng quan tâm và cho bố mẹ biết mọi chuyện vẫn ổn là điều hạnh phúc nhất của bố mẹ. Chúng ta luôn nói rằng phải làm việc chăm chỉ để mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho cha mẹ và con cái.
Nhưng trên thực tế, sự đồng hành là điều quan trọng nhất đối với cả cha mẹ và con cái. Hy vọng rằng chúng ta hãy quan tâm đến cha mẹ nhiều hơn để không ai phải hối hận vì những ngày tháng đã qua. Và như thường lệ trong phần cuối của bài chia sẻ ngày hôm nay, sách cho rằng có thể nói, thực hành đạo đức, gieo phước đức, sống hỷ xả là điều tối cần thiết cho cuộc sống hạnh phúc, an lạc không chỉ thế hệ con người đương đại mà cả thế hệ mai sau. Vất nhức đầu, mai thèm được thả người xuống cái ổ hôi hám của bố, lộn xộn quần áo, chăn màn, nhưng vẫn dễ ngủ hơn vì thân thuộc. Rồi sáng hôm sau thấy tiếng ho khan của bác Thạch từ đầu ngõ là mai bỏ sang nhà bố, ngồi cả buổi. Ngồi cho đến khi nắng lên đến đỉnh trời thì mang hết mùng màn, chăn chiếu đi giặt lại. Nhìn đống vỏ mì tôm vứt vung vãi dưới bếp, mai buộc miệng hỏi, chừng nào bố lấy vợ mới đây? Bố cười khan nói, ở vậy cho lành. Lành gì mà lành? Mai chỉ thấy đợi bố như cái áo tơi phơi đúng chiều gió quật. Chừng nào mẹ lấy chồng con về ở cùng với bố? Mai nói vậy khi đang đung đưa trên võng. Mẹ không nói gì, chỉ ngóng ra ngoài ngõ, chắc là đang chờ đợi ai đó. Cửa hàng tạp hóa vắng khách dần. Đàn ông là dạng chẳng kiên nhẫn được lâu, mới ỡm ở vài ba câu không thấy mẹ đáp lại đã quay đầu bỏ cuộc. Xem ra chỉ có bác Thạch là bền bỉ nhất, dù tóc bác đã hoa râm, vác mấy tả lúa ra phơi hộ mẹ. Mặt nhăn nhó vì xương khớp, ngoài cái thói xịt nước hoa nồng nặc thì trông bác cũng hiền lành. Kể mà mẹ lấy bác làm chồng thì chắc cũng sống với nhau được đến cuối đời. Nhưng chẳng hiểu sao mẹ cứ rùng rợn mãi. Còn Mai thì đã chán cảnh pha trà mời khách nên thường tha thần ngoài thềm giếng. Hết giặt đồ thì quét lá khô mùa thu. Cây cối trong vườn chút bỏ tâm tư trong từng gân lá. Giếng không đầy xoáy tròn, thuyền lá dưới mặt nước trong veo. Mai soi xuống giếng, thử hình dung xem mình giống ai. Lại nhớ cảnh hồi Mai còn nhỏ, cả nhà hay chụm đầu soi vào bể nước mưa. Bố vừa vuốt lại tóc cho Mai vừa trêu, nhà này sao tự dưng đúc ra một đứa sinh đáo để. Nhà của mẹ giờ mối mọt đục ruộng cả cột kẻo túp lều. Bố lặp đi lặp lại mấy lần cũng bạc màu mưa nắng. Không nhà nào thêm người nên hai ông bà già vẫn đơn lẻ sớm tối trông cùng một mảnh vườn. Đàn bà về già thôi không còn cầu nhau, nín lặng nhìn hàng rào gai góc mọc lên tua tủa. Bố không đi đào giếng thuê nữa, xương khớp yếu rồi. Hàng ngày ở nhà chăn nuôi, lụi cụi vườn vặt, ngày hai lần quẹt lá. Mẹ vẫn mở cửa hàng tạp hóa, chủ yếu bán cho khuây khỏa tuổi già. Bây giờ chỉ cần 20 phút phóng xe xuống thị xã là chẳng thiếu thứ gì. Chợ họp cả ngày từ lọ dầu gió đến đồ hải sản ướp đá mang tận biển về. Quần áo vải vóc đủ mốt tha hồ lựa chọn. Thêm một cái siêu thị to đùng, hàng hóa có nguồn gốc rõ ràng lại chẳng phải lo mặc cả cho mỏi miệng. Dân quê đi mua hàng thì ít mà đi ngắm siêu thị thì nhiều. Quán tạp hóa của mẹ chỉ để phục vụ mấy cụ bà mắt mở chân trần và bọn trẻ con liếc nhíp mua bim bim, kẹo mút. Những gã đàn ông từng ghé đến giờ cũng đã già họ, quanh quẩn góc nhà với cháu con và đã thôi nuôi ước mơ chinh phục người đàn bà đẹp nhất làng mang tên một loài hoa cúc. Giờ đã già má có phấn son cũng chẳng thể nào hồng lại được. Mai về nhà mẹ, nghe nói cái bóng điện hỏng mới được bố thay, nhà dột mới được bố lợp lại. Giếng cứ mùa hè là cạn khô nước nên bố mới lụi cụi đào thêm mấy lần. Bố ốm nằm bẹp trên giường, mẹ thay Mai nấu cháo, giặt quần áo, quét dọn cửa nhà. Mai cởi bảo, hay là chặt phăng cái hàng rào đi cho đỡ vướng víu. Mẹ bảo, hàng rào trồng bằng tre gần 25 năm. Rễ cây bám sâu xuống đất, còn cành lá thì ôm tùm, đâu dễ gì phá bỏ. Lần nào chui qua cái lỗ hổng duy nhất ở hàng rào, Mai cũng bị than, bị gai cào xước hết tay chân đầu tóc. Có hôm nhìn vết xước di dỉ máu trên tay, Mai mẹ xót xa bảo, giá như Mai chua chát. Định hỏi, sao đến tận bây giờ mẹ mới biết xót xa? Mai lại nằm đung đưa, ngắm mùa lá rụng, giếng trông như giếng trời. Hết mùa lá trong vườn lại đến mùa lá tre ở hàng rào rụng xuống. Mới đó mà đã gần 25 năm trôi qua. Chỗ này ngày xưa nằm đong đưa võng, Mai chỉ thấy một khoảng trời trống rỗng đang chao đảo. Còn bây giờ nằm ngửa mặt lên trời, Mai nhìn thấy một dạng tre cong vút, mỗi ngọn cây cong như một dấu hỏi. Gió thổi nghiêng ngả về hai phía, đêm đêm vi vút gió kéo kẹt như tiếng của gánh đời nặng nhọc vọng sang cả hai nhà. Mai chắc rằng hai người già khó ngủ ấy nghe tiếng thanh âm của hàng rào vọng vào sẽ nghĩ ngợi mông lung lắm. Có lúc Mai mong họ hồn nhiên như tụi trẻ bây giờ, yêu thương, giận hờn, chia tay rồi ngày mai lại quay lại với nhau. Nếu thế còn đắm đuối, hà cớ gì phải làm khổ đời nhau và dày vò chính bản thân mình vì những lỗi lầm trong quá khứ. Sự ngăn cách đâu phải bởi hàng rào che đầy gai sắc nhọn, cũng đâu bởi tuổi giờ đã già, tóc giờ đã bạc, chuyện xưa đã nhạt, yêu thương thêm đầy. Vậy mà không biết còn lừng khừng đến bao giờ nữa.
nhạt là nhạt thế nào, tao còn nhớ hoài mấy trận đòn và mồi men rượu phả ra từ con người ấy. Ông giật tóc tao ngã rối rụi va đầu vào cả thành giếng. Từ đó đến giờ cứ trái gió trở trời là đầu lại lên cơn đau nhức. Đã rượu chè còn vũ phu như vậy thì mày coi có nên tha thứ hay không? Tha thứ được hay không chỉ có mẹ là hiểu rõ lòng mình. Mẹ lúc nào cũng vậy, trái tim đâu có thiếu than hồng, lửa đỏ, mà lời lẽ thì cộc cằn hằn học mãi thôi, chả cứ gì với bố. Đến mai là con gái còn không nhớ nổi mình đã bao giờ từng được mẹ nói dịu dàng hay ôm ấp vỗ về. Chưa ký ức về mẹ không nghèo nàn, nhưng thiếu sự ấm áp. Bạn bè cũng có nhiều đứa phải xa quê như Mai, nhưng cái cách ưu tư mong nhớ nhung về mẹ sao khác Mai quá chừng. Đi đường thấy mẹ con người ta cùng đứng trú mưa, nói cười vui vẻ dưới tán cây là bạn khóc nhớ nhà. Mai thấy mưa chỉ nhớ về cảm giác từng nằm trong hai mái nhà nghe mưa đơn độc. Ăn một món Mai khen nức nở từ bé đến giờ chưa thấy ai nấu ngon như thế thì mắt bạn rưng rưng nhớ gia vị mẹ trong những bữa cơm gia đình đầy hạnh phúc. Những lúc buồn nhất, bạn đòi về với mẹ. Còn Mai thì vui hay buồn cũng chẳng biết phải mở lời nói với mẹ thế nào. Lúc nằm sốt, mê mệt, bạn hay gọi, mẹ ơi, như nhiều đứa con khác trên đời. Nhưng bạn bảo kỳ lạ lắm, Mai cũng từng mê man trong bệnh viện nhiều ngày trời. Nhưng những lúc tỉnh dậy chỉ dặn bạn, đừng gọi về cho mẹ. Bạn hỏi, vì sợ mẹ lo lắng hay đang giận dỗi mẹ điều gì? Mai bảo, không, ngay cả cảm giác giận dỗi mẹ cũng chưa hề có. Lúc bố mẹ chia tay, Mai chọn sống với mẹ đơn giản chỉ như một thói quen. Căn nhà ngói ba gian với bức tường không sơn chát và cửa sổ đã rơi dần từng cánh. Bên hiên bên phải bố hay ngồi uống rượu, mồi nhắm là bất cứ thứ gì có thể ăn. Khi thì bố sai Mai rang vài củ lạc, mà lạc thì mẹ để làm giống. Mùa rau khi thì hàng xóm qua chơi mang cho ít bỏng ngô, bố cũng có thể ngồi lai dai từ chiều đến tối. Có hôm bố nhậu với chuối xanh chặt ngoài vườn, hoặc đốt tổ ong làm mồi đặc sản. Bên hiên trái, mẹ ngồi với thúng mùng, dần sàng, vừa làm vừa cầu nhầu người đang ngồi đầu gió. Tiếng thở dài, nhà bên kia thao thức đêm. Mưa gió nào cũng thấy nửa tim mình lạnh buốt, chứ sung sướng gì. Hơn Mai có người yêu, gã đòi về thăm nhà. Bằng được gã cao 1m8, lưng rộng vai to. Lần đầu tiên, hai đứa ôm nhau. Mày đã đo vòng tay và nghĩ, làm sao gã có thể chui qua cái lỗ giả bé xíu để chào hỏi hai bên. Rồi những bữa cơm, biết tính sao đây? Không lẽ bên này đông vui, còn bên kia lẻ bóng? Nếu sau này Mai đi lấy chồng, ngày Tết nhất chỉ tranh thủ về thăm nhà một lúc cứ trôi qua trôi lại, có khi cũng hết một ngày. Nên trước hôm chàng rể tương lai đến thăm nhà, Mai rầu rĩ ngắm dặn trẻ cuối mùa. Măng mọc những cây măng không bị bố chặt, ngâm măng ớt, giờ đã cào võng. Chẳng mấy chốc mà đan khít vào nhau, làm dày thêm thành lũy giữa hai nhà. Lần này Mai về không có cảnh giằng co, bố ốm một đời làm bạn với rượu. Thì giờ đến chính cơ thể cũng muốn bỏ bố mà đi. Cũng rượu giã kêu than bằng những cơn đau thắt bụng. Mẹ nấu cháo, sai Mai bưng sang bố, không quên dặn dò đủ thứ. Mai bảo, mẹ lo lắng vậy sao không tự sang thăm. Mẹ thở dài, bảo, lưng già rồi, chui hàng rào mệt lắm. Mà không lẽ phải đi vòng tận ngõ, cháo bê sang có khi cũng nguội mất rồi. Tưởng chuyện gì to tát, nếu chỉ vì hàng rào thì Mai sẽ phá đi. Nói là làm. Mai thuê thêm mấy người không chỉ chặt cây, mà cuốc bung gốc rễ. Mẹ ra đứng nhìn, thở dài, bảo, tre này phơi khô để dành, bao giờ cưới Mai đun cháy. Phải biết bố ốm nằm trong giường nghe tiếng cuốc chặt ngoài vườn, thì hỏi, Mai nhà có chuyện gì ầm ĩ thế? Mai cười bảo, con chặt bỏ hàng rào đón chàng rể về thăm. Mai này con lấy chồng, bố mẹ già yếu rồi, chẳng cần hàng rào cũng vời vợi cách xa. Lúc ốm nằm đó, con muốn ngó thăm nhau thì gối đau. Mắt mờ, chân tay run rẩy. Con tính đón bố về nhà mình chứ? Căn lều này đâu có gọi là nhà. Mai này dã ngoại về không lẽ cũng bắt nó phải chui qua chui lại thăm ông bố. Nghe con, về nhà thôi, bố ạ. Mai nói đến đó thì cạn hơi. Tưởng như vốn ngôn từ cô đậm theo thời gian, giờ chỉ còn có vậy. Nói đến đâu, cơn đau trào lên đến đó. Chạy dần dần qua tim, khuôn mặt sạm đen khắc khổ của bố bỗng cố giãn ra một nụ cười. Suốt gần 25 năm nay, bố chỉ đợi có mấy lời như thế. Mai nghe xong thì khóc rưng rức, tựa hồ như kho cảm xúc được cài then bấy lâu giờ đang vỡ trận, chúng tràn qua ranh giới những hàng rào. Vâng, kính thưa quý vị, và bài chia sẻ của sách Nói Minh Triết xin được kết thúc tại đây. Hy vọng thông qua những chia sẻ này, quý vị sẽ có thêm cho mình những thông tin và cái nhìn bổ ích về cuộc sống và con người. Nếu quý vị thấy video hay và ý nghĩa, xin hãy cho chúng tôi một like.
một chia sẻ và đừng quên nhấn đăng ký kênh để có thể lắng nghe thêm nhiều thông tin hữu ích hơn nữa, quý vị nhé. Lời Phật dạy, chữ nhẫn nhịn được kết tức một lúc, tránh được mối lo trăm ngày. Lời Phật dạy, khi nào cần phải nhẫn trong cuộc sống thường ngày. Vui vẻ, an lạc, tinh thần thoải mái là một mong ước lớn nhất của con người. Tuy nhiên, trên thực tế có rất nhiều sự việc ngoài ý muốn do mình tạo hay người khác tạo ra gây cho mình bực bội, khó chịu, nóng giận trong lòng. Nếu không biết cách hóa giải, nên chúng ta giải quyết bằng lời nói, hành động tiêu cực dẫn đến hiệu quả không tốt đẹp và tạo nghiệp chẳng lành cho kiếp sống hiện tại và chịu quả báo xấu về sau. Để giảm bớt tác hại do hành nghiệp này gây ra, hôm nay nhân dịp lễ, tôi xin trình bày đến quý Phật tử một phương pháp của Phật dạy, sống nhẫn theo lời Phật dạy. Người xưa thường hay nói một câu, nhịn chín điều lành hay chữ nhẫn là chữ tương vàng, ai mà nhẫn được thì càng sống lâu. Định nghĩa, nhẫn là nhẫn nhục, là nhịn, là chịu đựng phần kém về mình, phần thiệt thòi về mình. Đây là pháp tu của Bồ Tát, bố thí chỉ giới, mà mục đích là tu và độ chúng sanh, lợi mình lợi người. Nếu không biết nhẫn, thì trong tâm hồn luôn có một ngọn lửa, chờ gió nhẹ thổi tới là bùng cháy. Khi mà cháy, thì các vị biết cái gì rồi. Nhiều người không hiểu, nó nhẫn là nhục lắm đó, chỉ là sự đè nén, chịu đựng. Nếu vậy, chưa phải là nhẫn. Nhẫn nhục là giữ thái độ hòa hiếu, hóa giải những phiền não do sự sân giận đem lại. Và khi sân giận, mang lại hầu như là không có kết quả tốt đẹp. Như câu ngạn ngữ giận quá mất khôn mà chúng ta từng nghe. Những trường hợp nào chúng ta cần phải nhẫn nhục? Thứ nhất là khi bị người khác xúc phạm, người nhỏ hơn hay bằng mình xúc phạm, vô lễ, hỗn, có thái độ chống đối. Ví dụ khi ở nhà, chúng ta bị con cháu vô lễ. Nếu không biết nhẫn, thì mình phải sao? Chửi cha nó chứ không thèm chửi nó. Hoặc giận nữa thì chửi ông nội nó. Nhiều khi cháu mình đã sai, mình kêu, lại dẫy nó đứng chống nạnh, trả lời, ông là cái thá gì mà nói tôi. Đối với Phật tử chúng ta cũng vậy. Nếu chúng ta không biết nhẫn, thì việc tu tập chưa đạt ý nguyện. Có khi mình là người quy y lâu, đến chùa tu học công quả cũng lâu. Này gặp mấy đứa nhỏ hơn mới vô, mình góp ý nó. Nó nói, bà lấy quyền gì mà nói tôi, chùa này chỉ có trụ trì thôi. Bị người lớn hơn, có uy quyền hơn xúc phạm, chèn ép, tước đoạt hết quyền lợi tại vì thấy mình nhỏ. Nghĩ rằng, không biết mình ngu nên dùng cái quyền người lớn để dọa nạt, nên chúng ta là người lớn hơn phải dùng điều đúng để đối xử. Người có uy quyền, chúng ta đang sống trong một xã hội độc lập, tự do, hạnh phúc. Mục tiêu của Đảng, nhà nước đưa đất nước tiến tới một xã hội dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Tuy nhiên, trong lộ trình hướng tới đó, có khi chúng ta cũng gặp một vài trường hợp bị xúc phạm. Nếu có xảy ra, thì chúng ta phải làm sao? Phải nhẫn, vì đó chỉ là một vài trường hợp cá nhân thôi, chứ chúng ta không thể đổ lỗi hết cho cả xã hội là không được. Hoặc nghe nói ông thầy này, bà sư cụ kia sai, thì được chức của cả thầy chùa vô là không được. Nên chúng ta phải nhẫn để quán chiếu, để hóa giải, để tìm hướng giải quyết, chứ không thể có hành động tiêu cực dẫn đến hậu quả không tốt. Dẫn chuyện như hôm rồi báo đăng, xe Honda chở ba chống người thi hành công vụ. Mẫu chuyện Xá Lợi Phất và La Hầu La đi khất thực, còn hàng trăm hàng ngàn trường hợp làm cho ta không được như ý. Có những trường hợp từ trên trời rớt xuống là thế nào? Thiên tai, bão lũ, thời tiết nóng lạnh, mưa gió, động đất, sụp đất, đất lở, chúng ta phải dùng chữ nhẫn mà tu. Nếu không tu nhẫn, gặp việc tức giận quá, không biết làm sao ra đứng ngoài sân nhìn lên cao la làng lên trời, ơi ngó xuống mà coi, sợ ông ăn ở ác quá. Thực chất có trời nào nghe mình la không? Trời là lòng mình, như câu chuyện vui đổi ngỗng tổ mưa. Câu chuyện muốn nói ở đời ai cũng muốn thuận lợi về mình. Nếu khi không được thì phải cầu cạnh mà người có khả năng giải quyết cho mình. Thì còn biết bao nhiêu việc người khác nữa, nên nếu không được như ý của mình thì phải nhẫn. Còn có những trường hợp do mình tạo ra, hay trong gia đình nhỏ bé của mình, chồng nói một tiếng, vợ không nhẫn, cãi lại, tức giận, đánh nhau. Người nào cũng không chịu phần lỗi cho mình là đúng. Trong trường hợp này, một trong hai người dùng chữ nhẫn, có thể nhận trách nhiệm về mình, anh ơi, em biết lỗi rồi. Mà thì mọi việc sẽ theo diễn biến khác, có khi tốt đẹp hơn rất nhiều. Nhưng không chịu nhẫn được thể hiện qua những lời nói xuất phát từ con tim hay đáy lòng, thì dồn nén nó. Tội nghiệp cho ai? Cho con, cho đồ vật, cho vật nuôi. Ví dụ, đang bị chửi, tức quá không làm gì được, gặp đứa nhỏ đi học về, mắng cho một trận. Rồi quay qua con mèo đói đang đòi ăn, không biết chuyện gì xảy ra. Mọi người có thể đoán được ý rồi đó. Thứ hai, đối nghĩa với nhẫn nhục là nóng giận. Chúng ta thấy thường ngày trong cuộc sống,
một người nào đó không thấy họ nhẫn nhịn, thì điều gì ở họ cho chúng ta dễ nhận ra? Họ sân si, sân giận. Sân giận là một trong ba món độc của thế gian. Một niệm sinh tâm khởi, bá vạn chướng môn khai. Hoặc chúng ta sống chung hay hợp tác làm ăn với những người này thì không thuận lợi cho mấy. Trong gia đình, vợ chồng chung sống với nhau một nhà, chồng nóng nảy quá thì làm khổ vợ con. Hoặc có khi trong nhà chẳng may có đứa con nóng nảy thì cũng vậy. Nếu chống đối thì mất hạnh phúc. Câu chuyện chỉ có con cá mà giết em ruột mà báo đã đăng rồi đó. Hoặc giả sống chung với một người mà chất xám họ ít quá, cái đầu tàu hũ, dầu rồng nấu với ruột tôm. Người khôn sống với người ngu bực mình có một dạng tương đương với sân. Phấn lên bên ngoài không thấy biểu hiện gì, nhưng trong lòng họ đang dồn nén để tìm cách trả thù. Đạo Phật không chấp nhận cách nhẫn nhục này, mà nó là nóng giận đang biến tướng. Dạng tâm lý này rất là tai hại. Thứ ba, vậy thì nhẫn nhục cho chúng ta điều gì? Nếu chúng ta thực hiện được sự nhẫn, thì bản thân rất được nhiều người thương mến, dễ gần, gia đình hạnh phúc, xã hội được tốt đẹp hơn. Xã hội Việt Nam chúng ta thường hay nói về mối quan hệ tình cảm giữa mẹ chồng và nàng dâu và sự việc đều không tốt đẹp. Bao giờ cũng đổ lỗi cho những bà mẹ chồng. Mà nguyên nhân sâu xa, nhìn chung là nghiêng về nàng dâu, bởi vì cô dâu là người ngoài họ, có mặt tại nhà chồng để làm gì và họ được gì. Nên họ phải là người phải hội đủ tiêu chuẩn mà các bà mẹ chồng đưa ra. Nếu hiểu điều đó, cô dâu cố gắng sống tốt, bên cạnh đó áp dụng chữ nhẫn, thì mọi điều sẽ tốt đẹp. Học pháp nhẫn chẳng sinh oan trái, giữ tâm không khỏi phải lụy phiền. Sống cõi đời thong thả bình yên, hướng nẻo đạo diệu huyền trực chỉ hơn. Nữa, thực hiện được sự nhẫn cũng là giữ sức khỏe cho mình, tim, huyết áp, để trả hết nghiệp theo đạo Phật. Sở dĩ chúng ta có mặt trong thế giới này là do chúng ta tạo nghiệp, hoặc thiện hoặc chẳng thiện, nên chúng ta sống ở đây là để trả nghiệp. Cũng giống như vừa tu mà chỉ người khác tu để làm thay đổi nghiệp. Vừa nhẫn mà vừa tìm phương tiện khéo léo để họ cũng nhẫn như mình, cũng từ bi nhân từ như mình. Khi đã hiểu ra, thì sạch nghiệp với nhau và sống an vui, hạnh phúc đời này và đời sau. Phú Lâu La tấm gương vĩ đại, Ngô Đạt Quốc Sư. Một vài phương pháp tu nhẫn chúng ta đưa ra nhiều về tác hại và lợi ích. Bây giờ là mấu chốt quan trọng trong buổi nói chuyện ngày hôm nay, đó là phương pháp tu. Có thể nói có vô số cách mà Đức Phật dạy để chúng ta hóa giải nó. Nhưng chúng ta có thể đưa ra một vài phương pháp sau. Thứ nhất, niệm Phật luôn thường xuyên niệm Phật. Thường ngày chúng ta tập niệm Phật, Bồ Tát, vì lúc đó nhất tâm niệm Phật sẽ mang đến sự tập trung và chánh pháp, không thèm để ý đến những sự việc bên ngoài. Thứ hai, quán tưởng mổ xẻ. Trong đời sống, cái gì cũng có mặt tốt và mặt xấu của nó. Khi gặp cảnh, chúng ta chia làm hai phần. Phần xấu thì mình quán đây là nghiệp của họ, không ngu gì mà phải hơn thua. Phần này bên cạnh đó còn có cái tốt thì giữ cái tốt để giao lưu với họ. Quán xem trong sự việc này có lỗi của mình không? Đời này thì cũng đời quá khứ và không thì nghĩ đến cái đám tang vô thường vừa đi tiễn đưa hôm qua hay vào nghĩa trang mà nhìn. Thứ ba, không cố chấp. Coi như trình độ, nghiệp lực ngày cơ đó thì họ ăn nói hành động cỡ đó và mình là người gặp phải nghiệp. Chuyển sang từ thiện, tụng kinh, làm một việc gì đó. Nghĩa là đừng đi nhậu hay tư vấn nhé. Thứ tư, nuôi dưỡng từ bi và quyết tâm hành trì. Khi một đứa trẻ khóc ré lên, tức giận, thì đâu thể mắng mỏ nó, mà thương nó và tìm hiểu xem nó đang cần gì để có thể đáp ứng cho nó. Và nếu không đáp ứng được, thì thương cho nó. Nó khóc giết rồi sẽ không tốt cho sức khỏe hay bản tính của nó. Cũng vậy, khi ai đó hành động không tốt với ai đó hay với chính mình, thì khởi lòng thương họ vì họ đang tạo nhân ác và quả của họ sẽ khổ đau và chết bị rơi vào địa ngục. Chúng ta biết rồi ý nghĩa của chữ nhẫn, thì từ đây về sau cố gắng tu tâm, dưỡng tính, quy y Tam Bảo, sống theo lời Phật dạy, theo chính sách pháp luật của nhà nước. Nhất định chúng ta sẽ có một cuộc sống an lạc, vui tươi, cho đời sống hiện tại và mãi mãi về sau. Đức Phật cho biết thời gian quả báo xuất hiện, sống ác thì sớm muốn gì cũng bị nghiệp quật. Lời Phật dạy về quả báo nhãn tiền và quả báo tương lai có nói, ở đời, vận mệnh của mỗi người tốt hay xấu không phải do ông trời định đoạt, mà do hành động của chính mỗi người. Ví dụ, làm việc thiện như phóng sinh, bố thí, làm việc thiện thì được quả báo tốt. Ngược lại, làm việc ác như sát sinh, trộm cắp, tà dâm thì thu hút những quả báo xấu. Quả báo ở đời này có nghĩa là người làm việc ác sẽ bị nghiệp ác quật lại, người tốt thì sống yên bình, cùng phước đức của bản thân. Có người nói ngày nay người ta kiếm tiền không phải chỉ vì ăn uống giải trí, sao chẳng phải là nhà cao xe sang, chức vụ, nhân tình, phú quý, danh vọng sao?
Nhưng bạn hãy nhớ rằng, nếu những gì bạn làm vi phạm đạo, quy luật tự nhiên sẽ trừng phạt lại bạn. Điều này được gọi là quả báo theo lời Phật dạy, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, không phải là không báo, mà là chưa đến thời, đến thì tất phải trả. Nếu bạn tích lũy việc xấu, làm nhiều việc bất chính, một ngày nào đó bạn nhất định sẽ sụp đổ. Có người nói rằng quả báo của người thường sẽ dần dần xuất hiện trong 15, ở độ tuổi 50 đến 60. Ở tuổi 50, mọi người đều cảm thấy cuộc sống của mình có nhiều biến cố. Người càng nhiều phước càng bình yên. Một số người sẽ cảm thấy bồn chồn, một số người sẽ cảm thấy lạc lõng về mặt cảm xúc, một số người sẽ cảm thấy nhẹ nhõm và sảng khoái. Những người bồn chồn hoặc đã làm điều xấu và cảm thấy sợ hãi khi về già. Còn một người tươi tỉnh, vui vẻ, yên bình thì gần như cả đời và chưa làm điều gì xấu thì khi về già sẽ tự nhiên yên bề ra. Đối với người bình thường, thứ họ mong muốn trong cuộc đời này không phải là cái gọi là tiền tài, danh vọng mà là sự bình yên trong tâm hồn. Tiền tài danh vọng không thể đem theo đến hết đời. Chỉ cần bạn nằm xuống, giàu có đến đâu cũng chẳng là gì. Tôi đã từng chứng kiến một số ông chủ thời kỳ đầu làm ăn bất chính, ác độc, nhưng mỗi năm đầu năm mới đều lên chùa thắp nén nhang đầu tiên mong thần Phật phù hộ cho mình. Nói một cách thực tế hơn, việc cầu trời khẩn Phật này chính là tự dối mình. Thử nghĩ mà xem, nếu ông chủ đối xử tốt với nhân viên hơn, làm ăn có lương tâm hơn, không làm hại bao nhiêu người, thì đâu cần phải cầu trời khẩn Phật. Quả báo không đến sớm thì muộn nó sẽ đến trong tuổi già của con người. Thời gian quả báo xuất hiện không cố định. Khuyên bạn hãy một lòng kính sợ, làm người bình dị, làm việc thiện, tích đức, như vậy mới có thể an phận cả đời. Có người nghi ngờ nhân quả, thiện báo, ác báo, vì thấy người lành gặp nhiều thăng trầm khổ đau, còn kẻ ác được thịnh vượng, trường thọ. Câu chuyện dân gian về bao chừng sau đây có thể giúp mọi người hiểu rằng mọi việc đều có nhân quả, mắt thấy chưa chắc đã là sự thật. Theo truyền thuyết, ở một nơi nào đó, vào thời nhà Tống, có một chàng trai trẻ, cha mẹ qua đời anh bị tàn tật, sống bằng nghề ăn mày, nhưng tính tình tốt bụng, thường thích giúp đỡ người khác. Ở địa phương không có cầu trên sông chảy xiết, rất nguy hiểm mỗi khi đến mùa lũ, là không thể qua được. Điều này khiến các trưởng lão ở địa phương đau lòng và không tìm ra cách giải quyết. Thấy cảnh này, chàng trai trẻ muốn xây một cây cầu đá, nên đã nhặt đá hàng ngày, bất chấp sự chế giễu của người khác. Theo thời gian, năm này qua năm khác, đá chất đống thành một con đường cao lớn có thể đi qua sông. Mọi người vô cùng xúc động và cùng nhau bắt tay xây dựng cây cầu đá. Trong một lần đục đá, cậu bé bị mù mắt. Mọi người than trời không công bằng, nhưng chàng trai trẻ không phàn nàn gì cả và vẫn cố gắng hết sức để giúp đỡ người khác. Cầu vừa xây xong, khi mọi người đang ăn mừng thì nam thanh niên bị sét đánh tử vong. Bao Trừng nghe được chuyện này, trong lòng vô cùng phẫn nộ, viết lên câu đối bi ai của cậu bé rằng làm ác còn hơn làm lành. Chẳng mấy chốc, hoàng đế và thái tử của nhà Tống chào đời, khóc lóc thảm thiết, tất cả ngự y đều bất lực. Bao Trừng nhìn thấy làn da trắng nõn như tuyết của đứa bé, trên bàn tay trắng nõn non nớt ẩn chứa mấy chữ. Sau khi cẩn thận xác định, hóa ra đó là những chữ tự mình viết cho con. Đứa bé ngừng khóc khi nhìn thấy Bao Trừng. Sau đó, Bao Trừng hiểu được số phận của chàng trai trẻ. Hóa ra chàng trai trẻ này đã phạm nhiều tội ác ở kiếp trước, và tội ác của anh ta rất nghiêm trọng, phải chịu quả báo ba đời mới đền hết tội lỗi, vốn là do nhân quả an bài. Ở kiếp luân hồi thứ nhất, anh bị tàn phế, cô độc. Ở kiếp luân hồi thứ hai, anh bị mù mà sống sót. Anh ta tàn tật trong lần tái sinh đầu tiên, nhưng cậu đã thay đổi quá khứ của mình và chỉ muốn làm những điều tốt đẹp cho người khác. Vì vậy, ông trời đã để anh ta trả nghiệp của hai kiếp trong một kiếp và khiến anh ta bị mù. Nhưng anh ta không đổ lỗi cho người khác mà âm thầm làm điều tốt cho người khác. Các vị thần đã lấy nghiệp của anh ta từ kiếp thứ ba và trả lại ở kiếp đầu tiên. Vì vậy, anh ta bị sét đánh chết. Cuối cùng, đáng lẽ đời thứ ba anh ta vẫn phải gánh chịu đau khổ. Nhưng nhờ xây được cầu nên đã trả hết nghiệp an bài, tái sinh vào hoàng hậu hưởng phú quý, hưởng thụ vô tận. Qua sự việc này, Bao Trừng cũng ngộ ra rằng không nên chỉ nhìn vào bề nổi của vấn đề. Nghiệp chướng nhân quả thực sự rất phi thường. Nhiều người thắc mắc liệu thực sự có quả báo dành cho kẻ ác, tại sao chúng ta không thể thấy quả báo dành cho kẻ ác? Có câu nói rất hay, không thấy không có nghĩa là không có. Một số ác báo không phải là quả báo dành cho riêng mình, mà còn là quả báo cho người thân trong gia đình hoặc thế hệ trong tương lai. Lấy họ Tư Mã trong lịch sử làm ví dụ. Tư Mã Ý, các con trai Tư Mã Chiêu, Tư Mã Thạch đều là những người rất thông minh, ngay cả cháu nội Tư Mã Diên cũng rất giỏi. Tuy nhiên, Tư Mã Ý đã làm quá nhiều việc xấu,
gieo ác nhân không mấy tốt đẹp. Sau đó, nhà Tư Mã sinh ra một vị hoàng đế thông minh bẩm sinh là Tư Mã Trung Chính. Tư Mã Trung này đã gây ra loạn Tám Vương ở nhà Tấn và gieo rắc tai họa cho sự diệt vong của nhà Tây Tấn. Sau khi Tám Vương loạn kết thúc, Nam Bắc Triều nổi lên, Tư Mã ra tử thương mấy năm sau, Tống Vũ Đế Lưu Dụ xuất hiện và quét sạch toàn bộ gia tộc Tư Mã Ý, để con cháu Tư Mã Ý nếm trái đắng. Đây là cái gọi là nhân quả, không phải thế hệ này thì thế hệ khác sẽ gánh nghiệp, nếu như sống ác độc quá, đời cha ăn mặn, đời con khát nước, đừng xem thường luật nhân quả. Lời Phật dạy về nhân quả có câu, người không làm phước thì thường chịu quả báo, nếu tu được phước thì đời này và đời sau đều được an vui. Sự an vui hạnh phúc ở đời đều do tu thân mà có được. Hiểu nhân quả thì mới đoán được vận tốt xấu của mình và biết được thời gian quả báo xuất hiện. Trong kinh Phật cũng có nói, nghiệp chướng không thể biến mất khi quả báo chín muồi có quy y cũng khó thoát. Chỉ cần đã tạo nghiệp thì đến thời thuận lợi nhất định sẽ thấy quả báo linh ứng. Và khi quý vị làm việc thiện mà không được quả báo ngay, đó là do thân khẩu ý của quý vị đã tạo nghiệp quá nhiều, lỗ hổng quá lớn, khiến cho tất cả phước đức đều bị trôi thoát. Vì vậy, khi hiểu được nhân quả thì sẽ biết bói toán, bùa ngải chính là mê tín dị đoan, chỉ có tích thiện mới có thể cải biến nhân quả, tăng phúc, cải biến vận mệnh. Nếu làm việc thiện và tích đức thì sẽ có phúc dày, ắt được phúc báo. Không cầu của cải thì phú quý sẽ không mời mà đến. Người có tấm lòng nhân hậu thì dù không được trời ban thưởng, cũng được mọi người đối xử tử tế, suốt ngày vui vẻ, tự nhiên sống cuộc đời hạnh phúc. Nếu một người có tâm niệm xấu xa, cho dù không có sự trừng phạt của thần linh, cũng sẽ bị mọi người lên án, suốt ngày sống trong hận thù, số phận ắt sẽ éo le. Thiện ác do trời định, người tốt không bị trời lừa. Xin cho mỗi người đều biết nói lời lành, làm việc lành, có ý tốt, tích đức và được phước liên tục. Lời Phật dạy về ghen tuông. Chớ vội trách người, hãy trách mình trước tiên. Ngày nay, chúng ta đã phải chứng kiến quá nhiều những trận đánh ghen bị tung hê lên mạng xã hội. Đám đông được nước lại bình luận ra vào như là người từng trải, hoặc thậm chí như là các chuyên gia có kinh nghiệm và thường khiến cho tình hình càng trầm trọng hơn. Để tránh sai lầm ảnh hưởng tới phước báu vận may của mình, bạn nên tỉnh thức, hãy lắng nghe lời Phật dạy về ghen tuông để có thể nhìn được thấu đáo vấn đề. Người ta hay biện hộ cho sự ghen tuông là vì yêu, không yêu thì không ghen. Thế nhưng, bản chất của thương yêu là phải có tính đồng nhất, khi đó niềm vui của người này cũng là của người kia. Khi hai người là một, thì đó mới đích thực là tình yêu. Lứa đôi tính cách và lý tưởng sống của chúng ta về cơ bản là khác nhau, bởi họ có gia đình, bạn bè, tập quán, kiến thức, nhận xét, cảm xúc, sở thích và cả lý tưởng của riêng họ. Ta muốn thương yêu thì chỉ nên tham dự vào cuộc đời của họ, chấp nhận và giúp đỡ, chứ không phải tìm cách đẩy cuộc đời của họ ra để đặt cuộc đời của ta vào và muốn làm chủ. Dĩ nhiên trong tâm ai cũng có chứa hạt mầm ích kỷ, và đời sống hôn nhân phải có những cam kết ràng buộc chắc chắn, nhưng đó phải dựa trên sự tự nguyện. Đức Phật thường khuyên rằng chúng ta phải giữ gìn năm giới để bảo hộ thân tâm, bảo hộ hạnh phúc gia đình một cách trọn vẹn. Nếu thực tập gìn giữ được năm giới này, thì chắc chắn gia đình sẽ ấm êm. Việc không sát sanh có nghĩa là sẽ bảo hộ mạng sống của người và loài khác, từ đó không tạo nhân chia lìa cho gia đình người khác vật khác. Theo luật nhân quả, với nhân lành không gây chia rẽ cho ai thì gia đình bạn cũng sum vầy. Không tham lam tức là việc không lấy của người, vì thế những vật không phải của mình thì không lấy. Bạn tham lam muốn lấy mọi thứ về mình thì cuộc sống trả lại cho bạn điều tương tự. Khi bạn bỏ được cái thói này thì đối phương cũng sẽ chẳng thể tham lam muốn phòng nhì, phòng ba. Tránh xa sự tà dâm là để chúng ta không đuổi theo dục vọng, dành thời gian của mình cho sự nghiệp và tương lai hơn. Nữa đó là bí quyết để giữ gìn hạnh phúc gia đình. Nếu người phụ nữ và đàn ông ai cũng có ý thức về việc này thì chắc chắn sẽ hạn chế việc ghen tuông. Không nói dối cũng là nhân lành cho quả tin tưởng để người ta không hồ nghi mình, giấu mình trong sạch. Không uống rượu hoặc sử dụng chất ma túy cũng vậy. Rượu vào không kiềm chế được, ma túy sử dụng một lần có thể gây nghiện và trượt dài trong vòng xoáy của nó, mà không biết bao nhiêu gia đình phải nát tan. Biết giữ gìn phẩm hạnh của mình, thì từ đó trí tuệ, lòng từ bi sinh khởi, sẽ biết quán chiếu được phải trái, biết lắng nghe và biết hành xử đẹp với cuộc đời, với người mình thương yêu. Vì hiểu tình thương là gốc của hạnh phúc, nên mình sẽ chế tác tình thương chân thật, không tính toán, không chiếm hữu, vì hiểu rằng thương yêu cần phải hiểu người thương. Hiểu bản thân mình hơn, thì mình sẽ biết lắng nghe thật sâu, biết hài hòa lối sống của mình với người thương, biết tha thứ, biết Phật chỉ cách hóa giải ghen tuông, nói lời dịu dàng. Khi kết hôn, cuộc sống màu hồng không còn nữa,
những thói hư tật xấu của đôi bên được bộc lộ ra, kết quả sinh ra nhàm chán và cảm thấy bạn đời thật đáng ghét. Đi lại ngoại tình, từ những điều này, cộng thêm những khúc mắc nhỏ, giọt dần dần khiến chiếc bình hôn nhân ngày càng chảy tràn. Nếu không tiện cách vá lại, thì sớm hay muộn chiếc bình cũng sẽ vỡ tan. Khi đó hãy nhớ nói lời dịu dàng. Đức Phật dạy, người nói lời dịu dàng, nét mặt tươi vui sẽ không xảy ra bất hòa. Đây là yếu tố quan trọng trong đời sống tinh thần của vợ chồng. Khi đối phương phạm sai lầm, khi chúng ta muốn góp ý với họ, phải tế nhị, đừng nói thẳng, nên nhẹ nhàng trao đổi với nhau, đưa ra ý kiến thì họ mới khâm phục. Còn như bạn đời có ưu điểm, thì mình phải tán thưởng và khen ngợi một cách chân thành. Sự cảm thông là điều rất quan trọng trong đời sống vợ chồng. Nếu như cả hai không có sự cảm thông, mà luôn chỉ trích phê bình lẫn nhau, sắc mặt luôn hiện vẻ giận dữ, thì chúng sẽ là viên đá ngầm làm rạn nứt tình cảm. Nhẫn nại, vợ chồng sẽ có những lúc hục hặc, làm gì có chuyện khi nào cũng trông ấm ngoài êm. Nếu như cả hai không nhẫn nại với nhau cũng sẽ dẫn đến tranh cãi, dễ xảy ra đổ vỡ, đó là nguyên nhân dẫn đến ngoại tình, ghen tuông. Nhưng muốn nhẫn nại thì phải tu tâm. Khi chồng nổi giận, cho dù vợ có lý do chính đáng, cũng phải tạm thời nhường chồng, không nên tranh luận. Nếu cần thì nên tạm lánh, đợi đối phương dịu lại thì nói chuyện sẽ tốt hơn. Ai nhường ai không phải vì yếu thế khuất phục, mà sự thật là muốn cho gia đình yên ổn. Đây là nghệ thuật sống trong đời sống vợ chồng, giữ cương với nhu trong hôn nhân. Đích thực là người này thường nghĩ tới người kia hơn là nghĩ tới chính mình. Chồng hay vợ không ai trên ai, người này bổ sung bù đắp cho người kia. Vì hôn nhân là một sự hợp tác bình đẳng, biểu lộ sự hòa nhã, rộng lượng và quan trọng hơn hết là sự hy sinh trong gia đình. Chỉ nên nuôi dưỡng tình yêu thương, sự tôn trọng, đừng để những xung đột âm ỉ vừa lời nói làm đắng lòng nhau tồn tại. Có lòng vị tha, hãy học cách để giữ tâm từ bi, hỷ xả, buông xả tinh tấn, khâm nhẫn và hành tập đời sống vị tha, dấn thân để góp phần kiểm soát tầm xấu này. Chỉ có lòng vị tha sẽ giúp ta hạnh phúc hơn, thông cảm với tha nhân, cũng chia sẻ với mình thân phận con người trong một thế giới chung. Phật đã dạy rằng, ở đời có hai hạng người mạnh mẽ, một là người không bao giờ phạm lỗi, thánh nhân, hai là người phạm lỗi và biết sửa lỗi. Đối với người vợ, thà rằng có người chồng không trung thành, còn hơn là có người chồng hay ghen. Vì người chồng không trung thành còn có thể giữ được hạnh phúc với vợ, còn người chồng hay ghen sẽ luôn biến gia đình thành họa ngục. Đối với người chồng, người vợ càng ghen càng không thể nào sửa đổi được người chồng, mà trái lại còn gây ra những cảnh hỗn loạn mà kết cục là đầu độc đời sống, trông cho đến tiêu diệt hoàn toàn. Nhiều người cho rằng ghen tuông là biểu hiện của tình yêu. Thực ra, cách hiểu này không hoàn toàn sai và cũng không hoàn toàn đúng. Quan trọng là liều lượng ghen như thế nào. Cái gì làm quá cũng trở thành sai trái, khiến người ta không còn khả năng kiểm soát hành vi, để rồi dễ dàng hành xử tệ hại và biện minh hành động đó được bọc lót bởi hai chữ tình yêu. Theo quan niệm Phật giáo, ghen là một trong vô số biểu hiện của tâm xấu. Nó mang ý nghĩa nội hàm là khi ta chẳng kiểm soát được tâm mình để chúng phát tác ra ngoài bằng những hành động hung dữ, lời nói tổn thương. Họ tu hành để hòa nhập vào đại ngã, còn mỗi người là tiểu ngã. Hoặc có nhóm người tin vào các thần linh, họ nhìn đâu cũng có thần như thần sông, thần núi, thần đất đai, đó là đa tầng giáo. Ngày xưa, dân Việt Nam cũng thờ thần ông Voi, thần ông Táo, thần bà Hỏa. Nhóm thứ hai gọi là Duy Phật Cổ, họ không tin Phạm Thiên, không tin các thần linh, mà chỉ tin vào cuộc sống thực tại, chỉ nghĩ đến vật chất. Họ chủ trương sống hưởng thụ cho điều sung sướng, vì theo họ chết là hết, họ không tin có đời sau, không tin thiên đàng, nên tha hồ làm ác. Đức Phật đã từng tu khổ hạnh với năm anh em Kiều Trần Như. Qua một thời gian, Ngài phát hiện ra rằng Kinh Thiên Đàng theo Bà La Môn giáo là tin mù quáng. Thật vậy, Phật hỏi, nếu bảo Phạm Thiên sanh ra muôn loài và tu khổ hạnh rồi chết được về với Phạm Thiên, vậy có ai thấy Phạm Thiên hay không? Có ai hiểu Phạm Thiên hay không? Không ai thấy và không ai hiểu Phạm Thiên, mà cứ nói là truyền thống từ xưa đến nay dạy như vậy và tin theo. Đức Phật nhận ra đó không phải là con đường đúng đắn, nên Ngài mới rời bỏ năm anh em Kiều Trần Như để đi tìm đạo. Trải qua kinh nghiệm sống này, Đức Phật mới khuyên chúng ta rằng, những gì thuộc về truyền thống nhưng không giải thích được, thì phải suy nghĩ, không nên tin theo một cách mù quáng. Hiểu được ý Phật dạy như vậy, chúng ta không bắt buộc phải tin theo ông thầy hư hỏng, thầy nuôi chúng ta, nhưng nếu không có khả năng dạy thì phải tìm thầy khác. Trên bước đường cầu học, cần cố gắng đi lên, không phải theo đạo nho bắt buộc suốt đời theo một thầy, theo thầy khác thì bị cho là phản thầy. Thuở nhỏ tôi xuất gia theo ông thầy đầu tiên tu, nhưng vị này là thợ mộc,
không hiểu giáo lý. Ông tu cũng tốt, ăn chay trường, nhưng ông chuyên đóng bàn ghế và ông dạy tôi cách đục cưa gỗ để đóng bàn cho khéo. Tuy nhiên, nhờ học với ông như vậy mà sau này tôi đi các chùa khác cũng làm được một số việc liên quan đến đóng bàn ghế. Nhưng với số tuổi 12 mà tôi đã nghĩ rằng, chẳng lẽ mình tu cơ đục suốt đời hay sao? Trải qua kinh nghiệm sống này, Đức Phật mới khuyên chúng ta rằng, những gì thuộc về truyền thống nhưng không giải thích được, thì phải suy nghĩ, không nên tin theo một cách mù quáng. Chúng ta phân ra hai thứ khổ, khổ thể xác và khổ tinh thần. Do đâu mà có hai thứ khổ này? Để từng bước chúng ta tu, trước hết tháo gỡ được nỗi khổ vật chất. Thiết nghĩ chúng ta có nhu cầu vật chất lớn, nhưng không thỏa mãn được nên khổ. Vì vậy, Phật dạy rằng, thực sự nhu cầu vật chất không lớn như chúng ta tưởng. Tôi đã chứng nghiệm rõ điều này. Thí dụ, buổi sáng quý vị về đây tu, chúng Quan Âm cho mỗi người một cái bánh và một búp sen. Nếu người không có nhu cầu lớn, nghĩ rằng ăn một cái bánh cũng đủ, còn dư cái búp sen, ai cần thì mình cho, như vậy là dư. Và lát nữa Phật Tử Đạo Tràng Pháp Hoa sẽ phát cho mỗi người một hộp cơm La Hán. Phần nhiều thì các buổi trai tăng, tôi thấy dọn thức ăn đầy bàn, nhưng mà ăn không hết. Chùa Hoa Nghiêm chỉ dọn một ít cơm La Hán là đủ rồi. Cơm La Hán có xuất xứ từ nước Trung Hoa, sau chuyển sang Nhật Bản, và sau khi được chuyển sang Việt Nam, kết hợp với văn hóa Việt Nam là ăn cỗ thì phải bày dọn nhiều ít không được. Các thầy, chi khố của chùa Phổ Quang hay Ấn Quang, dọn cúng trai tăng cũng nghĩ như vậy đều sai lầm. Là do chúng ta quên mất, làm chúng ta phải khổ vì tham vọng. Người không lệ thuộc vật chất chắc chắn không khổ. Nói cách khác, không có nhu cầu, tức cầu hạ bằng không. Thì đến đây tu học, nghe Pháp, được cho một cái bánh ăn sáng là đã thấy đồ hay dư. Khi cầu không có, cung tự tăng là phước tự sanh. Từ đây trái lại, nếu cầu tăng nhưng cũng không được đáp ứng, tất nhiên là cảm thấy khổ. Đức Phật đã chứng nghiệm điều này, đạt được quả ly sanh hỷ lạc, tức không lệ thuộc đời sống vật chất, nên Ngài luôn thanh thản. Người có ham muốn mới khổ, mình không ham nên được giải thoát, chứng ly sanh hỷ lạc, thể hiện nét mặt không nhăn nhó khổ đau, khiến cho người khác dễ gần gũi, đó là phước đầu tiên sanh ra là tâm an lạc. Đức Phật đã sống như vậy, chúng ta tu Pháp Hoa hay Phật Thừa cũng theo gương Phật, sẽ có cuộc sống luôn an lạc. Còn sống với ảo tưởng, ham muốn nhiều, chỉ chuốc lấy khổ, chồng chất thêm khổ. Thuở còn đi học, tôi rất nghèo nhưng mà không khổ, vì không có nhu cầu. Đối với tôi, việc quan hệ với bạn bè cũng bình thường, không ràng buộc được tôi. Trong khi các bạn khác khổ, vì họ cần có tiền để đi chơi, phải chi tiêu cho các cuộc tiếp xúc, chơi bời, nên tốn kém. Họ nói rằng, tại tôi tu nên không biết xài tiền. Tôi ít tiền mà không khổ, bạn tôi biết xài tiền nên có bao nhiêu cũng khổ. Họ là con nhà giàu, cha mẹ gửi nhiều tiền mà họ xài cũng không đủ. Đức Phật đã chứng nghiệp và chúng ta thực tập theo Ngài dạy cũng thấy đúng thật vậy. Cuộc sống không lệ thuộc vật chất mới được tâm an định, không tán loạn, đó là pháp định sanh hỷ lạc. Thực tế cho thấy rõ ràng, những người có nhu cầu, họ luôn lo nghĩ đủ thứ cách để thỏa mãn, hay giả không có nhu cầu, tâm tập trung quan sát các sự vật chính xác, nên sanh tâm hoan hỷ. Trên bước đường tu, tuy chúng ta không thấy đúng như Phật, nhưng mà cũng thấy tương đối rõ. Chúng ta thấy trong xã hội có đủ giai cấp, đòi hỏi đủ thứ nhu cầu khác nhau, mà muốn tất cả mọi người giống y như nhau, thì có thể được hay không? Một số thầy chấp rằng tất cả các tỳ kheo phải mặc y như nhau. Nhưng nếu có mặc y giống nhau, thì cũng chỉ là giống về hình thức thôi. Còn thực chất thì mỗi người có hoàn cảnh khác nhau, hạnh nguyện khác nhau và cuộc sống riêng biệt khác nhau. Vì vậy, theo tinh thần Pháp Hoa, quan sát rộng hơn hệ lạc sanh, thì chúng ta chấp nhận thực tế cuộc sống có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, trời người, thanh văn, duyên giác, Bồ Tát và Phật. Đó là cái thấy rõ 10 pháp giới. Tập trung quan sát, biết như vậy. Thấy Phật thì biết là Phật, thấy ác ma nhận ra ác ma, thấy Bồ Tát nhận ra Bồ Tát, thấy nhân thiên biết là nhân thiên. Trong pháp giới, các loài hoàn toàn sai biệt, mà ta coi đó là sự thật của cuộc đời, phải như thế. Và ta thấy mình may mắn không rơi vô thành phần đau khổ, và hướng về con đường Phật đi. Vì khi 10 con đường như vậy mở ra rõ ràng, chắc chắn chúng ta không đi vào con đường của Atula hay địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh dẫn đến khổ đau cùng cực. Trải qua con đường Phật đi, Phật đi thế nào? Tuy không nhịn được mà Phật nhịn dễ dàng mới là Phật. Còn đối với việc không đáng gì nhưng không nhịn, cứ hơn thua từng chút là con đường của Atula. Trong đạo tràng có một số Phật tử ưa lời nói độc ác, ưa cãi nhau, chửi xả nhau, thì ba con đường địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh đã mở ra chờ đón họ.
Định danh là Phật dạy cần bình tĩnh, sáng suốt để nhận rõ mà chọn con đường an lạc giải thoát của Phật. Sau khi chứng được ly sanh hỷ lạc và định sanh hỷ lạc, đến ly hỷ diệu lạc. Bây giờ chúng ta có vị trí vững chắc trong pháp giới là tầng trời thứ tư của sắc giới. Nhưng nếu chấp vào thành quả này thì vẫn còn khổ. Vì vậy, chúng ta phải xả bỏ niệm chấp đó để bước sang pháp thứ tư là xả niệm thanh tịnh, tiến lên tầng trời thứ năm là vô phiền, vô nhiệt, thiện thiện, thiện kiến và sắc cứu cánh. Mặc dù đây là quả vị của ngoại đạo, nhưng vẫn tốt. Phật khéo vận dụng tất cả các pháp mà Ngài đã học trước và làm cho mọi người dễ hiểu, hình thành tứ thánh đế là pháp đầu tiên của Phật. Pháp này xác định đời là biển khổ và tất cả mọi người đều nghĩ như vậy, thì Phật phải nói như vậy, họ mới tin. Còn sự thật thì theo Kinh Pháp Hoa nói, không khổ, nhưng vì con người tạo nghiệp mới có khổ. Thật vậy, vì quá ham muốn, không thực hiện được, cho nên chỉ cắt ham muốn hay cắt nghiệp là hết khổ liền. Đức Phật nói chúng ta phải ly dục và các ham muốn, trở lại cuộc sống thực tế của mình. Vì chúng ta có nghiệp có ham muốn, nên ham muốn của mình cùng với ham muốn của người khác từ đó dẫn đến tranh chấp bất hòa khổ đau. Ở chùa, tôi cấm hút thuốc, ông thầy ưa hút thuốc cảm thấy khổ sở nên đi tìm chỗ khác tu để thầy trò cùng hút thuốc cho sướng, nhưng sau đó bị lùn phổi thì hết sướng. Khi tôi học ở Nhật, ở chung phòng với mấy ông thầy hút thuốc khiến cho sinh hoạt của tôi bị khó vô cùng. Vì ra ngoài tránh khói thuốc thì bị lạnh, mà vô phòng thì khói thuốc là mình ngộp, cho nên phải tìm ông nào không hút thuốc để ở chung. Trên bước đường tu, nhất định phải cắt bỏ nghiệp khó nhất là bỏ ham muốn. Vì vậy, Phật đưa ra pháp tu thực tế là dùng pháp tứ niệm xứ để diệt nghiệp. Tu theo Phật giáo Nam truyền thì đó là pháp đầu tiên để cắt bỏ dục trước hết thực tập quán thân bất tịnh. Quán thọ thì khổ, quán tâm vô thường, để cuối cùng ta đạt được pháp vô ngã, thì ta không bị kẹt với ham muốn. Đấy cũng chính là Kinh Pháp Hoa. Nhưng Phật khai phương tiện dạy việc này là do những người đang đau khổ theo Phật, thì Ngài dạy cho họ cách cắt bỏ cái khổ này. Vì vậy, Pháp Tứ Thánh Đế không phải đem dạy cho những người khác. Phật nói Tứ Thánh Đế cho năm anh em kêu trần như là đống, vì thực tập bốn pháp quán này, họ hết khổ chứng quả dự lưu là quả vị đầu tiên bước chân vào cửa giải thoát. Pháp dự lưu là gì? Pháp dự lưu giống với pháp của Kamala của Sa Môn Cô Đàm là không bị lệ thuộc vật chất, nhưng pháp Phật cao hơn. Theo Kamala, thân không lệ thuộc vật chất nên chúng được không giải thoát. Theo Phật, thân không làm tôi khổ vì tôi không tham muốn, nhưng vẫn còn thân nên Phật dạy quán tưởng pha vô ngã, nghĩa là quán thân coi cái gì là ta, cái gì là của ta. Và Phật dạy quán thân này do năm nhóm gọi là năm uẩn hợp thành, nhưng thế giới này luôn hợp rồi tan, không phải là ta, nên thân năm uẩn không phải là ta. Đại Pháp vô ngã, thấy năm uẩn hợp thành con người và vũ trụ, nhưng năm uẩn tàn, thì có mất hay không? Xả năm uẩn có người thật của chúng ta hiện ra hay chân tính hiện ra? Thế giới Phật không do năm uẩn tạo tác, thế giới chúng sanh do năm uẩn và nghiệp tạo thành. Năm uẩn gắn liền với nghiệp, nghiệp ác nhiều tạo thành thân xấu xí, nghiệp ác ít tạo thành thân bình thường. Con người khác nhau vì nghiệp, mười phương chư Phật giống nhau vì không có nghiệp mà do phước trí hoàn hảo trang nghiêm. Tôi nhớ Hòa Thượng Thiền Sư thường nói vô ngã là Niết Bàn. Trên bước dưỡng tu, chứng được vô ngã là đã lên Niết Bàn rồi, còn ở quả dược lưu tiếp tục hàng thánh. Trong thực tế cuộc sống, không để thuộc tứ đại và năm uẩn, chúng ta được an lạc giải thoát là bước một. Và nếu tu lên tư pháp tứ niệm, tứ thánh chánh cần là bốn việc chúng ta siêng năng làm. Thứ nhất, tất cả các nghiệp mà chúng ta tạo trong quá khứ chúng ta sám hối cho tiêu, lạy Phật, quán tượng Phật. Tôi thường chọn tượng Phật đẹp để thờ lạy. Trước khi ở chùa Ấn Quang, tôi thỉnh tượng Phật và siêng năng lạy Phật cho đến có cảm giác tượng Phật đẹp lạ. Sau khi lạy một thời gian vì niềm tin của mình đặt vô tượng Phật, nên tượng có hồn có sức sống. Thực tế cho thấy có những người thờ Phật nhưng không bao giờ lạy Phật, hay người khá hơn ngày rằm mua bông cắm bàn thờ. Người khá nữa thì mỗi ngày đốt nhang một lần trước khi ngủ. Trong thế giới tôn giáo, nếu ta nhìn Phật, trang trí bàn Phật và lễ bái liên tục sẽ thấy tượng Phật có sức sống, phòng mình có sức sống, và chánh niệm của mình cũng có sức sống. Vì vậy, tôi hiểu nghĩa ngày Thiên Thai dạy rằng lạy Phật cho đến hào tướng mình hiện ra, thì coi như Phật hiện hữu trước mặt mình. Lấy thanh tịnh của Phật trang nghiêm trong năm uẩn của mình, thành thân tướng giải thoát của Phật được như vậy, người thấy sanh kính trọng, người ghét vì ta thiệt tướng ác nghiệp. Dù tu lâu có bà Phật tử vô chuẩn quang gặp những người trẻ thuộc hàng con cháu mà không chào hỏi, bà bực tức tìm tôi hỏi, thầy Chí Quảng biết tôi không? Tôi bảo biết. Bà này nghĩ rằng mình lớn tuổi và tu lâu thì ai cũng phải kính trọng, nhưng mặt bà hầm hầm là tu lâu thành quỷ khiến người ta thấy phải sợ.
tu lâu thì ai thấy cũng thương và kính trọng là đúng pháp, còn họ khiếp sợ tránh mình thì phải xét lại mình có tu hay không. Lạy Phật tiêu nghiệp, họ không thấy ác nghiệp của mình. Nhưng lạy Phật và đưa Phật vào lòng thì ta bấy giờ tạo hóa thân Phật, nhưng hóa thân Phật không tồn tại được lâu. Thí dụ có thầy thể hiện ra nét mặt hiền lành sống Phật, nhưng khi ông ra ngoài gặp việc không vừa lòng thì sừng mọc lên, hóa Phật không tồn tại lâu là vậy. Khi lòng mình nghĩ đến Phật, Phật hiện. Khi lòng mình nghĩ ác, thì ác mà hiện. Trong từng niệm tâm tốt, tướng tốt theo đó hiện ra. Vì vậy, cố gắng giữ niệm tâm tốt bằng cách niệm Phật liên tục. Tu theo Thiên Thai Tông thực hiện pháp tứ chánh cần bằng cách siêng năng mỗi ngày lạy Phật. Tổ Thiên Thai dạy phải ở trên núi 12 năm không làm gì chỉ lạy Phật, ít nhất mỗi ngày lạy 500 lạy. Lạy Phật đem Phật vào tâm để đuổi mà ra ngoài. Siêng năng lạy Phật nghiệp mau hết và đem Phật vào lòng được. Thì chúng ta đối xử với người bằng bốn tâm là từ bi hỷ xả. Ai vô tình gây khó khăn, chúng ta xả. Người tu nhưng sống giữ dạ chết mang theo là đang bước vào địa ngục. Xả bỏ thì lên thiên đường lên niết bản, mang theo hận là vào địa ngục. Đem Phật vào lòng được thì chúng ta tha thứ hết. Từ bài học của Kamala, Phật chuyển đổi thành tứ thánh đế, thực tập xong tứ chánh cần, tiếng Hoa pháp tứ như ý túc và đạt được dục như ý, thì mọi việc trên đời đều theo ý mình được. Tứ như ý túc do đạt được tâm tham, các dược pháp dục như ý túc bấy giờ muốn gì cũng được. Nhưng hành giả lộng không muốn gì nên được tất cả, hoặc chứng được pháp định như ý túc, thì hành giả muốn định là vào định liền, muốn tập trung là tập trung liền, muốn biết thì trực giác có liền. Chưa được pháp này thì tập trung rất khó, chỉ quán sổ tức là đếm hơi thở cũng khó. Trải nghiệm từ pháp quán tứ niệm xứ đầu tiên cho đến tám chánh đạo Kiều Trần Như Lên chứng quả La Hán và lần lượt bốn vị còn lại trong năm hàng hiền. Chết này cũng đặc La Hán. Bây giờ Phật mới dạy rằng các ông đã thành tựu đạo hạnh của bậc thánh xứng đáng cho mọi người nương tựa, thì các ông nên đi giáo hóa chúng sinh, nghĩa là nên phát tâm Bồ Đề, cầu Phật cho tất cả. Quý vị nắm được yếu chỉ của kinh Pháp Hoa để thể hiện trong cuộc sống được an vui giải thoát và làm đẹp cho đạo, lợi ích cho mọi người. Kính gửi tới quý vị khán giả thân yêu của kênh sách Nói Minh Triết, từ tận đáy lòng chúng tôi xin chân thành tri ân những khoảnh khắc đáng quý mà quý vị đã cùng chúng tôi trải qua. Kênh của chúng tôi không chỉ là nơi chia sẻ tri thức, mà còn là niềm đam mê, sứ mệnh và tình thân thiết với mỗi người trong chúng ta.